xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Rất vui mừng được gặp lại các anh chị và các bạn hôm nay trong bài chia sẻ của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách làm banner để trang trí kênh và làm hình thu nhỏ cho video của các bạn. Và cái thứ ba nữa là làm hình đại diện cho hồ sơ của bạn. Làm những cái hình này ở trong kênh của chúng ta. Thì các bạn cũng đã biết, kênh mà không có banner là cũng giống như là cái bảng hiệu của kênh á, và không có ảnh đại diện thì sẽ bị YouTube họ cho là mình spam, là rung mình cái kênh của mình là kênh rác đó. Và nếu mà để một thời gian lâu dài cộng với một vài sai phạm như là vi phạm bản quyền cộng nhiều cái sai của mình thì cái kênh của mình có khả năng là bị chết kênh, tức là người ta bị khóa, mình bị khóa kênh mà mình khóa vĩnh viễn không mở được kênh, mình phải làm tạo một cái kênh khác. Thì nó rất là phiền phức. Thì ở trên cái kênh của mình là một cái banner, nó giống như là một cái tấm biển quảng cáo. Thứ nhất là để cho nó đẹp cái kênh của mình. Cái thứ hai cũng là để cho người ta biết cái kênh của mình là cái kênh làm về cái đề tài gì qua cái tiêu đề của kênh. Và cũng là tạo cái sự hấp dẫn để cho người xem họ muốn nán lại để xem cái video trong kênh của chúng ta. Và bên dưới là cái hình đại diện của cái hồ sơ. Thì đây là cái hình đại diện hồ sơ ở chỗ chữ An Khang TV á. Là nhiều bạn không để hình hồ sơ này lên thì YouTube họ cũng không có đồng ý. Và họ nói là cái kênh mình bị spam. Như vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái hình này thông qua phần mềm Photoshop. Và mỗi một cái hình thì nó có một cái yêu cầu về kỹ thuật, về thông số của nó. Trước hết á, thì mình cũng sẽ tìm hiểu cái phần mềm Photoshop là gì. Phần mềm Photoshop là một phần mềm miễn phí rất là nổi tiếng. Nó chủ yếu là chỉnh sửa và thiết kế hình ảnh. Do đó là nhờ cái phần mềm này chúng ta làm được rất là nhiều kiểu hình ảnh, quảng cáo, rồi là những cái thiết kế đồ họa rất là tiện lợi, rất là tiện dụng. Về thông số kỹ thuật của ba cái hình mà mình định trình bày với các bạn. Thứ nhất là hình thu nhỏ. Cái hình thu nhỏ này nó nằm ở đầu cái video của bạn. Tại sao mà mỗi một cái video người ta khuyên mình nên có cái hình thu nhỏ? Cái hình thu nhỏ là để tạo sự lôi cuốn, sự để cho cái hấp dẫn, để cho cái người xem họ đi ngang cái video của mình, họ thấy mình trưng lên cái hình thu nhỏ. Họ thấy đẹp, họ thấy màu sắc sặc sỡ, rực rỡ, sáng sủa, hoặc là cái câu mình viết lên về cái đề tài của cái video đó thì họ tò mò, họ sẽ bật vào họ xem. Còn nếu mà cái hình mình không có, cái video mình không có hình thu nhỏ, hình thu nhỏ cũng gần giống như là để mình tự quảng cáo mình đó các bạn. Quảng cáo cái video cho mình á, mình không có cái hình đó thì cái video của mình á nó bị chìm, người ta không có nhìn thấy. Cái thứ hai là ảnh đại diện, thì ảnh đại diện của mình á thì có người để ảnh đại diện thật, có người thì lấy hình con mèo, con thỏ, hay là hình bông hoa, hình này hình kia. Nhưng mà mình khuyên các bạn là cái hình đại diện mình nên để cái hình thật của mình. Để làm chi? Để cho các bạn bè của mình á, họ vào họ thấy mình, họ sẽ ủng hộ. Cái thứ ba là cái ảnh banner. Cái banner này á là để mình quảng cáo cái thương hiệu, cái kênh của mình, nó nằm trên cùng của cái kênh. Đối với hình đại diện và hình cái banner này, nếu mình không có thì YouTube họ sẽ cho là cái kênh mình là cái kênh tào lao, cái kênh mà bị spam, không phải là cái kênh mà để làm cái lên đây chủ yếu là để mà làm kinh doanh kiếm tiền. Vậy thì cái nguồn nguyên liệu mà để làm được những cái tấm hình này, thứ nhất các bạn phải tìm chuẩn bị cho mình các cái hình ảnh mà các bạn dự định sẽ làm. Về cái hình đại diện thì các bạn sẽ chụp bằng máy ảnh rồi các bạn đưa về máy vi tính. Hoặc là các bạn không chụp được
ở bên ngoài thì các bạn có thể là chụp trực tiếp trong một đoạn video nào mà các bạn thấy cái hình ưng ý nhất. Các bạn sẽ dừng lại và các bạn chụp trên cái video mình bằng cái phần mềm Camtasia này luôn. Để làm bảng hiệu cho cái kênh của chúng ta, cái banner, thì chúng ta có thể là lấy hình của chúng ta, những cảnh mà chúng ta chụp ở đường phố ở đâu đó, hoặc là chúng ta lên trên mạng có những trang web miễn phí để chúng ta tải về. Các bạn để con chuột vào cái chỗ chỗ file, các bạn mở ra và các bạn bấm vào chỗ new để các bạn mở ra một cái trang mới. Ở trong cái trang mới này họ sẽ có những cái thông số mặc định, và mình cần, việc mình cần phải làm là mình làm đúng thông số kỹ thuật của Photoshop quy định. Bây giờ đầu tiên mình sẽ làm cái ảnh banner này cho cái phần trang trí kênh của mình. Thì mình sẽ copy cái 2560 pixel này, mình sẽ copy và mình dán vào Photoshop cái hàng ở trên. Và tiếp theo cái hàng ở dưới là 1440, mình cũng sẽ copy. Mình nói vậy để cho mấy bạn dễ hiểu. Đó, sát bên ở dưới các bạn copy rồi. Và các bạn bấm OK thì nó sẽ ra một cái trang mới, chưa có một dấu vết gì, một trang trắng hoàn toàn, em như tờ giấy trắng. Và bên phải các bạn nhân đúp nó, cái layer này ra hai lần cho mình, bấm OK. Và bên phải các bạn thấy đã hai, có hai cái trang màu trắng như thế này. Mục đích mình nhân đúp nó lên là để khi nào mình lỡ tay, mình làm bị hư thì mình xóa cái ở trên thì cái ở dưới vẫn còn, mình khỏi mất công mình tạo lại mất công ha. Và bây giờ mình đã có cái khung theo yêu cầu của YouTube là kích thước 2560 nhân cho 1440 rồi. Thì nhiệm vụ bây giờ mình sẽ lấy hình mình thả vào. Ví dụ như là mình đã lấy một cái hình mẫu ở trên. Một cái hình mẫu mình lấy ở trên trang web xuống, ví dụ vậy. Thì cái hình mẫu của mình nó sẽ kích thước nó sẽ không bằng cái hình nền ở dưới màu trắng. Do đó mình phải dùng công cụ để mình cắt nó. Công cụ cắt, các bạn nhìn con chuột ở đếm từ trên xuống dưới là 1, 2, 3, 4, 5, công cụ thứ 5 ha. Đó, các bạn chọn cái đầu tiên của công cụ thứ 5 nè. Các bạn để vô và cầm con chuột và kéo, kéo cái đường cắt này hết cái khung của cái bông ha. Đó. Rồi sau đó các bạn bấm Enter là các bạn đã cắt. Đồng thời các bạn trở lên bên trái, biểu tượng đầu tiên các bạn bấm vào, con chuột bấm vào và các bạn bắt đầu để con chuột vào cái hoa. Các bạn kéo bỏ thả qua bên cái trang trắng này. Đó, cái và cái hoa kia các bạn tắt đi, bỏ, cắt dấu chéo đi, bỏ, không có luôn. Rồi bây giờ mình thấy là cái hoa mình kéo hoa qua cái nền trắng nhưng nó không có bằng cái nền trắng chúng ta. Trên bàn phím các bạn bấm Ctrl chữ T cho mình. Khi bấm Ctrl chữ T nó sẽ có bốn cái nút kéo, các bạn cầm kéo ra cho bạn, cho mình, cho nó giáp hết cái nền trắng ở dưới ha. Và đây cái hình á, đúng kích thước á, thì trên màn hình nó phải 100%. Nhưng mà các bạn nhìn xuống dưới là họ chỉ hiển thị có 33% ở cái góc ở dưới cái hình này, các bạn thấy không? 33%, 33,39%. Như vậy mình sẽ không thấy hết được cái bông của mình. Bây giờ các bạn bấm cái chỗ hình, cái khung nhỏ nhỏ hình chữ nhật nè, các bạn bấm phóng to ra để mình nhìn. Đó, khi phóng to ra các bạn sẽ thấy rằng cái khung bông này nó vẫn chồm ra ngoài cái khung trắng ở dưới, các bạn thấy không? Các bạn kéo lại cho nó sát vào. Đó, nếu mà chưa sát thì mình kéo cho nó sát lên. Ở trên dưới đều phải sát lên. Rồi xong đó các bạn bấm Enter cho mình. Các bạn bấm cho nó nhỏ trở lại. Và bây giờ chúng ta đã kéo được một cái hoa vào trong cái nền của mình. Bây giờ tiếp theo là các bạn sẽ nhìn bên tay trái và có chữ T. Các bạn bấm vào cái chữ T này để đánh chữ. Bây giờ mình sẽ đánh cái tiêu đề của mình. Ví dụ đây là xem phim hài chẳng hạn. Xem phim hài. Nếu các bạn đánh không, các bạn có thể tùy chỉnh là chữ in, chữ thường, do mình chỉnh ha. Mình đây mình chỉ là ví dụ cho nó mau thôi.
xem cái phim hài thì các bạn muốn điều chỉnh kích thước chữ lớn hay nhỏ, các bạn tô, lấy con chuột các bạn quét ngang nó để tô nó, để chọn đó, rồi các bạn đếm xuống dưới để mình bằng lựa cái phông chữ lớn, lớn nhất. Nếu chưa ưng ý chúng ta sẽ đánh lại, ở đây tối đa là 70, số 72 mình đánh lên 100 hoặc 150 cho nó to lên. Và bây giờ mình sẽ kéo, các bạn muốn kéo chữ các bạn phải chọn cái ký hiệu trên cùng của bên trái này nha các bạn. Thì các bạn mới kéo cái chữ này đi qua đi lại được nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ đặt ngay chính giữa. Rồi tiếp tục chúng ta bấm vào chữ T để viết một cái chữ gì chúng ta muốn viết. Ví dụ như là cái tên của chúng ta chẳng hạn như là ví dụ như là Hoài Phong Vlog. Và chúng ta chọn cái mũi tên ở trên chúng ta mới kéo nó được. Đó, ví dụ vậy. Và chúng ta sẽ có một cái cách nhìn thẩm mỹ. Thí dụ cái tên phim nó to thì cái chữ Hoài Phong này phải nhỏ hơn, nó mới cân xứng. Chúng ta sẽ chọn lại cho nó nhỏ nhỏ đi một chút. Và chúng ta có thể thay màu chữ. Ở trên thì phim hài màu xanh thì chữ Hoài Phong là chúng ta có thể đổi màu khác cho nó đẹp. Chúng ta đổi, ví dụ như là chúng ta sẽ đổi qua màu vàng chẳng hạn. Và các bạn nhìn bên tay phải nè. Khi các bạn thao tác chữ nào, ví dụ phim hài thì các bạn chỉnh cái con chuột cho nó tô cái lên cái màu phim hài. Hoặc muốn chỉnh chữ Hoài Phong, các bạn dùng con chuột tô chữ Hoài Phong. Và đồng thời phía dưới các bạn bấm vào cái ký hiệu này, một cái chữ cuối cùng luôn, thì nó sẽ ra chỗ để mình chỉnh cái chữ mình muốn chỉnh nổi, chữ nổi lên. Đây là những cái nền để người ta tô. Tô lót nền. Nhưng mình không muốn thì mình kéo nó lại. Mình không muốn thì mình kéo lại. Đây là bảng chữ nổi để chúng ta làm chữ nổi. Hoặc là trên cùng này thì có những cái kiểu chữ như thế này. Vì chúng ta chọn được một cái chữ ưng ý rồi thì chúng ta sẽ kéo nó về cái hướng chúng ta dự định. Thí dụ như vậy mình, và các bạn có thể viết thêm bên đây là yêu cầu là các nhờ các bạn là like, share hay là làm cái gì đó, ví dụ vậy. Xong xuôi rồi các bạn ưng ý rồi các bạn sẽ lưu lại, chúng ta sẽ bấm lưu lại và chọn cái đuôi hình đi ra. Đuôi hình đi ra các bạn sẽ chọn ở cái dòng chữ này để chọn cái đuôi hình đi ra. Và dòng trên các bạn sẽ đánh cho nó một cái tên để một hồi các bạn sẽ dễ kiếm ha. Thí dụ các bạn đánh là Hoài Phong đi. Để một hồi các bạn kiếm. Các bạn lưu vào. Và khi lưu vào thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng cuối cùng. Các bạn bấm OK, nó là xong. Thì các bạn sẽ trở qua cái trang web của mình. Ở trên cái bảng quảng cáo của mình các bạn, ở đây nó ở trên góc phải màn hình nó có một cái cửa sổ, nó có một cái ký hiệu giống như cái camera, cái máy chụp hình đó. Các bạn bấm vào đó để các bạn tải cái hình mình vừa làm xong lên. Chọn kéo ảnh từ máy vi tính là các bạn bấm vào đây. Và các bạn tìm cái chỗ các bạn mới vừa lưu cái hình hồi nãy đó. Đây, thí dụ vậy. Hoài Phong. Mình lưu nhiều quá bây giờ nó rối loạn ở dưới này nè. Ví dụ là một cái hình đi mình đã làm rồi, các bạn bấm mở nó lên. Các bạn bấm mở lên thì đồng thời các bạn nó sẽ chạy về cái kênh của mình và nó sẽ xuất hiện ở trên cùng. Sau khi các bạn bấm vào rồi thì các bạn mở chỗ điều chỉnh nhìn coi.
coi là nó có đồng thanh đồng thủ chưa, cái thông tin giải trí nằm giữa cái khung này rồi, còn chữ An Khang và chữ Like nó nằm ra một bên, thì có thể các bạn mở lại Photoshop để các bạn di dời, kéo những cái chữ này vào cái vị trí cho nó vừa, và các bạn nhìn để ý, thí dụ như là mình lấy cái hoa nó, cái trọng tâm của nó ngay chỗ cái trung tâm cái hoa, thì cái chữ An Khang TV này nó phải nằm gần cái khu đó thì nó mới vừa. Khi mình đã để ý như vậy rồi, khi các bạn mở ra đây, các bạn cũng phải kéo nó, kéo chữ này là gần cái khung này, và cái chữ phim hài nó cũng phải nằm gần cái trung tâm hoa này, thì khi mình chúng ta đưa lên nó mới vừa đó. Thì tương tự như thế, thì các bạn làm những cái hình khác cũng giống như vậy, nhưng mà thay đổi kích thước. Đối với lại hình đại diện thì kích thước nó là 110x110, thì các bạn chỉ cần là các bạn thay đổi cái thông số thôi. Các bạn cũng mở lên phần mềm Photoshop, đánh vào chữ new để thay đổi lại thông số 110. Và 110 là hình vuông á. Thì bây giờ cái hình đại diện của mình nó rất là nhỏ các bạn. Nó nhỏ cho nên khi mình mở lên, mình open mở cái hình của mình. Ví dụ mình chọn cái hình này. Một cái hình nào đó. Thì cái hình của mình á, nó sẽ lớn hơn cái khung hình trắng mình vừa tạo rất là nhiều. Các bạn sẽ dùng cái phần cái công cụ mà chúng ta cắt, chúng ta rút nó lại, mà chúng ta cũng sẽ chạy cho nó vuông vuông một chút. Nếu mà nó chưa vuông, nó hơi dài, chúng ta kéo lại sát qua đó. Bên đây cũng vậy, xong rồi chúng ta bấm enter, và chúng ta sẽ chọn ở trên cái ký hiệu này để chúng ta mới nắm cái hình kéo đưa qua cái nền trắng được các bạn. Giờ các bạn tắt cái này đi. Bây giờ mình sẽ trên bàn phím, các bạn bấm Ctrl chữ T, và nó sẽ xuất hiện ra cái hình của mình rất là lớn các bạn. Các bạn cầm con chuột và các bạn kéo. Đây, các bạn thấy, các bạn kéo qua đây. Đó, các bạn thấy nè, cái nút kéo của nó ra khỏi cái hình trắng rất là nhiều luôn. Nó tràn ra cái hình trắng đó các bạn. Bây giờ mình cứ nắm mình kéo vô, kéo chừng nào nó lọt vô trong cái hình trắng mình này thôi. Mình chụp nó rất là lớn các bạn, cho nên khi mình kéo nó qua, nó chồm ra khỏi cái nền trắng của mình, thì mình phải mà bung nó lên để mình nhìn cái nó chồm ra bao nhiêu để mình kéo lại cho nó vừa. Bây giờ mình thu nhỏ lại, bây giờ cái hình của mình nó vừa với cái khung trắng các bạn. Và bây giờ mình sẽ lưu lại, mình lưu lại với một cái tên gọi, và đổi cái file hình, cái đuôi file hình là cái đuôi này, mình sẽ đổi nó lại là hình nhỏ đẹp, để nó lộn với mấy cái hình khác. Mình lưu nhiều hình quá rồi. Và cuối cùng nó xuất hiện một cái bảng nữa, mình bấm OK là xong. Các bạn trở lại cái kênh của mình, và đây cái hình thu nhỏ mình sẽ, trong cái hình thu nhỏ nó có, lúc mình chưa đăng lên nó vẫn có một cái máy chụp hình nằm ở đây, và khi mình đăng lên rồi mình muốn thay đổi hình, nó cũng có cái máy chụp hình ở đây. Mình bấm vô cái máy chụp hình này, ra một cái câu là chỉnh sửa, mình bấm chỉnh sửa, và mình sẽ tải một cái hình này vừa là cái hình đại diện cho cái kênh, mà cũng là hình của đại diện cho cái Google nó quản lý luôn đó các bạn. Các bạn thân mến, thời hạn chương trình của mình cũng đã quá dài, mình xin ngừng ở đây. Về cái phần làm hình thu nhỏ, cách thức cũng làm giống như là hai cái hình kia trên phần mềm Photoshop. Các bạn thử làm và nghiên cứu nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Các bạn nếu thấy hay thì like, chia sẻ và subscribe.